Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 4 số 9 trong ngày cuối tuần tiếp tục tăng mạnh. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 3,7 triệu đồng một lượng thì giá vàng nhẫn 4 số 9 hơn 7 triệu đồng một lượng, gần gấp đôi so với vàng miếng SJC. Ngày 25 tháng 11, giá vàng thế giới vừa lấy lại mốc 2.000 đô la Mỹ, kéo giá vàng SJC trong nước tăng 300.000 đồng một lượng so với hôm trước, một lần nữa vượt 72 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty B&J báo giá vàng SJC ở mức 71,2 triệu đồng một lượng mua vào và 72 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 cả hai chiều mua và bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC cũng tăng giá vàng SJC lên 100.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán lên 71,1 triệu đồng một lượng mua vào và 72,12 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng được tăng lên thêm 150.000 đồng một lượng so với hôm trước. Cụ thể, vàng nhẫn B&J được công ty B&J tăng lên 60,2 triệu đồng một lượng mua vào và 61,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán. Tương tự, vàng nhẫn SJC được công ty SJC tăng lên 60,2 triệu đồng một lượng mua vào và 61,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán.